Thôi vô. Cái thật chính xác rồi. Khó khó, phải thôi. Đặt bữa nghe bữa dọc. Đi đâu. Mẹ đó nè. Ăn đi. Lại tới lại. Vậy thế cũng ăn luôn. Mẹ thiệt tình chú ơi. Dạ. Nãy anh có bóc gì không? Nãy anh có bóc gì. Đủ vậy? Con nhặn mới ngon á. Đủ vậy không anh? Yeah. Đẹp chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Nó hấp dẫn luôn nha. Nè, chỉ cho ăn lại lần nữa nè. Ở họng. Nhai. Nuốt. Ở họng. Nhai. Nuốt. Hai. Hai, xin chào các bạn đã trở lại với kênh của mình nha. Và mình là Chí nè các bạn ơi. Thì hôm nay mình đã có mặt ở Vĩnh Long nha. Hiện tại là giấc sáng này mình đang đứng ở ngoài cặp với cái bờ sông nha các bạn. Đó các bạn nhìn thấy nè. Thì hôm nay mình sẽ đi với anh An với một cái thằng em này, cái bằng nó biệt danh là anh da đen. Oh my god. Nha các bạn, rất là đẹp trai luôn. Đó. Hello, chào các bạn được. Chào các cô dì chú thím. Chào các cô dì chú thím. Ok, thì bây giờ bắt đầu mình sẽ đi cặp bờ sông nè các bạn. Hôm nay thì mình sẽ đi ra bờ sông để mình hái dừa nước các bạn. Mình sẽ đi cùng đồng hành cùng với anh An nè. Đó, thì anh An đang đứng đây, anh An cũng đang chuẩn bị quay clip luôn các bạn ơi. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ đi ra ngoài mình kiếm cái dừa nước ở cặp với bờ sông nè. Thì bắt đầu mình sẽ bẻ các bạn. Và nếu các bạn xem video có thấy hay và thú vị thì nhớ đăng ký, like, ủng hộ và chia sẻ kênh cho mình nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu anh em mình sẽ đi xuống bờ sông. Bây giờ bắt đầu mình với anh da đen nè, đang đứng ở chỗ cây bần nè các bạn. Thì mình chuẩn bị mình đi hái dừa nước thì mình thấy có cây bần. Thì anh da đen bẻ mấy trái bần nè các bạn. Mình chắc mình bẻ thêm một hai trái nữa. Đây là đặc sản cũng ở là miền Tây quê hương mình nè các bạn nè. Đó, còn cái chén muối rất là thần thấm nè các bạn. Ông nội muối không biết ăn nổi hay không nữa. Cái này thì đã chín nha các bạn. Mình ăn mình cũng không biết cái hương vị nó như thế nào nữa. Mình ăn thì luôn mấy video trước mình quay là thường là bần sống các bạn. Đây thì bần chín. Đây mình sẽ khui với bần cho các bạn cùng xem nè ha. Nè đó. Nè các bạn. Đó, rất là hấp dẫn luôn nha. Này mình sẽ lấy cái đó ở trong cái thịt này các bạn. Đó. Ông nội cái gì mà nó mềm xèo nước nhạt trời. Ui, làm gì mà ra ngoài luôn mày. Rồi ok, bây giờ mình sẽ ăn thử miếng rồi mình sẽ đi qua bên bển. Các bạn ơi, anh da đen nó gấp quá. Nè mời các bạn cùng ăn với mình luôn nha. Phải không? Phải không? Phải không? Quá đã. Có chén muối nhìn nó không? Cay quá các bạn ơi. Ơi nhìn mặt nó ăn cái bằng nó lầy cái bà cố luôn anh nội ơi. Cái bằng này nó hơi chua chua các bạn. Mà chén muối này nó còn thấm thía nữa các bạn giờ thấy nè. Ông nội ơi. Ui anh da đen ơi, vô đây nè. Đây. Mời các bạn cùng ăn với mình luôn nha. Nó cao quá, khó bẻ quá. Chén muối thần thánh nè. Đây bây giờ mình sẽ cho anh da đen ăn thử các bạn. Ăn thử xem nó sẽ như thế nào á. Đây có trái bần sẵn luôn nè anh da đen. Bữa nay mình qua đây mình cái bằng mình làm hậu thuẫn cho luôn nè, bảo vệ cho. Quá. Wow. Quá ngon. Quá ngon. Nó chua. Mà nó thơm nữa. Thiệt không? Đây là cái chén muối thần thánh nè bạn, giờ anh da đen sẽ ăn một miếng cho bạn cùng xem này nha. Ăn thì cái này nên nhả hột. Đây, quá trời bùn dừa nước luôn, tới nái luôn. U, anh An cũng hốt đừng bồn nha các bạn. Đó, lúc cán rồi. Đây. Không biết ăn được không nghe các bạn. Để đi vô nhà bả nè. Bây giờ mình sẽ đập ra thử ha, để xem coi là cái bùn này ăn được không các bạn. Quá. Bùn này già. Đây, để anh da đen sẽ chặt ra thử coi ăn ra được không nha. Không được thì chắc mình phải lụi cái bùn cái bên quá. U, vừa ăn luôn nè các bạn ơi. Rồi. Rồi. Tới lầy luôn. Cái này rửa nước ăn bình thường các bạn ơi. Anh da đen nó ăn dơ sống lâu các bạn. Ăn có trâu bất tử các bạn ơi.
các bạn coi nhớ thông cảm đó. Trời ơi cái này các bạn coi nó anh da đen này chơi dơ các bạn. Cái này hơi dài các bạn. Vừa ăn. 5 minutes later. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ đập cái buồng dừa nước này ra để mình chặt ăn các bạn. Thằng đấy mình bẻ ở dưới sông rồi nên là ăn cặp của các bạn cái bên đối diện sông các bạn. Nên mình không ăn ở dưới được, bây giờ mình phải về bên nhà mình ăn. Bây giờ mình sẽ đập cái buồng dừa nước này ra để xem con ăn được không các bạn. Quá hấp dẫn đó. Cái gì chứ kêu đập là hay đó các bạn. Đập với khóa là ok luôn á. Hay luôn á. Anh da đen ngáp nha, anh da đen. Đây, mình sẽ chẻ trái này ra. Cho các bạn hết hồn liền. Nè, trái này bị lép nè. Nè, chẻ ra, không có gì bên trong luôn. Ghê quá. Mình sẽ chặt cái dĩa nướng này các bạn. Đoạn hướng em. Đây đầu cái anh. Giặt cái mỏ. Chỉ rồi mà cũng vậy. Ông nội chặt không ra trời. Ông chặt sao ông chặt. Nãy anh da đen, nãy các bạn thấy anh da đen chặt dữ không? Chặt khí thế các bạn. Đây. Thôi vô. Phải không? Thôi thôi, phải không? Chặt bữa nghe, bữa đâu. Nè lên nè. Ăn đi. Lại tới lại. Vậy thế cũng ăn luôn. Mẹ thiệt tình chú ơi. Dạ. Nãy có bóc gì không nhỉ? Nãy cũng bóc gì không nhỉ? Vì đại mới vô. Nãy, anh bóc cũng bóc. Ê, bậy, vì đại mới vô. Bậy, em đừng nói vậy không đúng. Nè các bạn, giờ thấy này rất là ngon luôn nè các bạn. Đây. Đây. Đó, thì bây giờ mình sẽ ăn thử ha. Nè. Rồi. Lầy tới. Đây. Đây. Đó. Đó ngon mà. Nè nè nè. Trời ơi, nãy giờ thách thức rồi các bạn. Mà anh ăn gì nước. Thì tôi á thì dân quê tôi không biết ăn, mà nhưng cũng học hỏi mà người ta chỉ vậy nè. Khi á mình muốn chẻ trái dừa ra là mình phải để xuống vậy là mình tề cái đầu. Nghe không? Nhìn cái trái dừa nó đã sạch sẽ rồi, xong rồi. Mình phải chọn cái trái dừa nó phải có cái cạnh. Nha. Nếu mình chẻ ngang như vậy mình tách ra nó khó. Mình phải lấy cái cạnh này theo cái lưỡi dao. Nghe không? Ơi. Mắc cười quá, mắc cười quá anh em ơi, mắc cười quá. Như vậy á thì cái trái dừa của tôi á mình bắt trước dù không? Dù nó nhỏ mà nó đây có lớn thì đang bắt trước luôn mà các bạn ơi. Đây. Mà anh không có làm gì đâu, mà anh không có cần gì mà để nói á là đây. Đẹp hơn ổng nè các bạn. Tôi giữ. Tôi chỉ nhẹ nhàng là một ngón tay dưới này kìm nha. Ngón tay dưới này kìm một ngón tay. Muốn văng vô mắt luôn. Ngón tay trên này bấm nhẹ xuống các bạn tôi lấy ra. À không? Đó. Rồi đây giờ mày. Thấy chưa? Thấy. Mình á không lấy ngón tay này mình kìm lại có thể tôi cuốn cái ra ngoài. Là coi như là cái trái dừa đã rớt. Mình không ăn được. Rồi vừa ăn đây mình hướng dẫn các bạn ăn nha. Bỏ họng. Nhai. Lại ăn cho đang lại quá các bạn. Bỏ họng nhai rồi nuốt phải không? Ừ, chứ đừng ăn tàu bỏ ăn. Luôn, dây luôn. Ha. Nhai luôn đi. Ừ. Đâu ăn sao đâu, anh da đen ăn coi. Miếng này bị dính rồi. Anh da đen bỏ họng, anh da đen nhai nuốt cái coi. Ăn luôn mấy cái xôi luôn. Đúng rồi, nhặn mới ngon á. Đâu vậy ông anh? Yeah. Quá đẹp hay chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Nó hấp dẫn luôn nha. Nè, chỉ cho ăn lại lần nữa nè. Ở họng. Nhai. Nuốt. Ở họng. Nhai. Nuốt. Ngon. Ăn y chang vậy á. Thành công. Nè các bạn. Cái này mà mình á. Đây. Chẻ như vậy là mình nãy. Rồi đâu tới anh ba chỉ bỏ họng nhai nuốt ra giống anh da đen cái này. Ngon luôn các bạn. Nè các bạn thấy ha. Cái này ăn luôn đi anh da đen. Không được. Đủ lắm luôn á. Lên xe đi em ơi. Con bà chí chặt dừa rung quá nha bà chí. Trời ơi. Trời ơi. Con da đen ngồi mà nướng chảy ra cho đó kìa các bạn. Da đen nó lầy kìa các bạn ơi. Siêu lầy luôn các bạn. Trời ơi. Quá uýp luôn. Chặt còn nguyên luôn nè các bạn. Có đủ gì không anh? Chắc đến đây thì mình với anh da đen sẽ kết thúc video luôn nha. Và hẹn các bạn ở video clip sau nha. Thì sẽ có anh da đen quay chung với mình luôn.
tại vì mình cũng ở chơi Vĩnh Long một hai ngày mình mới về quê hương mình đó các bạn, về trà Vinh ha. Đó thì anh Gia Đen, ủa làm gì hoài vậy ông nội? À, đang lột lột này ra. Đây rồi thì bây giờ cái thao về nước này nói chung là nhắc này thì chắc đến đây thì anh em mình ngưng luôn. Cái này về nước này hồi mình sẽ vô chồng chồng mình pha các bạn, mình pha với đường mình ăn bạn ơi. Chào bạn luôn nha. Chào.